Đi đâu? Tính đi đâu? Ừ. Tính đi đâu? Chị Huệ á. À, chị Huệ hả? Ở chút đi qua bển chơi. Đi đâu? Xong bận áo vô đi. Nực lắm. Hả? Nực hả? Tính đi qua chứ Huệ hả? Chứ Huệ chơi. Ừ. Hồi tối có đi rồi. Hả? Hồi tối có đi rồi. Ừ. Chương qua bển đi. Có đi rồi thôi. Không, Chương qua bển không. Quay. Ở nước anh tưởng lên mình đi. Bây giờ tôi không có xuống đây, luôn. Dạ, anh hai hả? Bây giờ xuống đây. Không hiểu rồi, bút nà. Đây thôi. Sao vậy mày? Ờ. Kể chuyện đi Chương. Thôi. Biết chuyện gì kể không? Có cỡ vô cho đầy đi. Rồi để đây Chương, để đây làm thùng nữa, làm lại tôi mở đây. Để mình để thùng đó này. Đi thùng đó. Tẩn sáng rồi, đi đâu rồi Chương? Tẩn đi đâu không biết nữa. Đổ luôn mà. Đây nè, đâu vậy? Lúa áo, nước mưa. Ừ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.